Hello, xin chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã click vào video này của Liên ha. Để đáp ứng được nhu cầu của những bạn mà thích những dòng xe mà nhỏ gọn một xíu, mà trong cá tính dễ thương cool ngờ một tí á, thì video này Liên sẽ giới thiệu cho cả nhà về dòng xe Sachia và Raider ha. Thì đầu tiên đến đứng đây là em Sachia này cả nhà. Trước tiên cả nhà hãy lưu số liên lại đã. Số điện thoại Liên là 0985 791 100. Số này Liên có dùng Zalo luôn. Thì sau khi mình coi video Liên giới thiệu về những dòng xe ở đây Liên đang có á, thì mình ưng được dòng nào thì nhắn tin qua Zalo cho Liên hoặc gọi điện cho Liên nha. Bởi vì liên hệ trước với Liên sẽ có những ưu đãi, là mình tới cửa hàng có liên hệ trước với Liên sẽ được giảm giá vào giá xe từ 500 đến 1 triệu đồng ha. Ngoài ra còn tặng cho mình thật nhiều phần quà khác nữa nha cả nhà. Đây là Liên có em Sachia này, là Sachia màu zin luôn nha. Và đây là Sachia chính hãng nhé. Mình thấy được Sachia chính hãng, mình thấy nó có hai cái đèn xinh nhan tách rời nhau ra như thế này này cả nhà. Nó hơi giống người Raider đúng không? Để thử mình nhìn dòng xe mình không để ý cái tem là mình sẽ dễ nhầm lẫn sang dòng xe dòng Raider. Ở đây nữa Liên có luôn em Sachia tư nhân nhé. Màu này thì cực kỳ dễ thương luôn. Bạn nào mà ưa cái sự nổi bật dễ thương một xíu thì màu này là khá là ok luôn nhé. Rồi ở cạnh đây thì Liên có luôn em Raider. Raider màu là màu của tem mới 2023 nha cả nhà. Màu mới luôn đó. Đây cũng là một màu mới của Raider luôn này, màu đỏ rượu này cả nhà. Thì màu này cái nhà mình nhìn lướt qua thì mình thấy nó hơi khá là quen đúng không? Nó là giống cái màu zin của xe Sachia đó cả nhà, khá là quen. Bên cạnh đây thì Liên có một em Raider nữa, màu xanh này. Màu xanh này cũng khá là mới nha cả nhà. Trước kia bên Liên hay về màu xanh xanh bạc á. Video này thì Liên về màu xanh, là màu xanh dương nguyên con như này luôn nha cả nhà. Mình thấy được là đối với dòng Raider mà trên xe nhan nó để rời nhau ra như thế này, nhưng mà cả nhà nếu mà mình muốn được tích hợp vào xe nhan ở đây, bên Liên vẫn hỗ trợ tích hợp cho mình luôn ha. Thế nó lên tầm cỡ vài trăm ngàn đấy cả nhà. Rồi ở đây nữa, một cặp song sinh thôi. Một cặp song sinh em Sachia màu hồng nha cả nhà. Màu này cũng khá là dễ thương và cá tính nhá. Rồi trong ngoài đây nữa Liên có em Sachia màu xanh chuối này. Màu này thì bạn nào da trắng thì đi xe này cũng khá là ok luôn ha. Rồi trong này Liên có luôn một em Raider màu xanh. Xanh này thì nó là xem về màu xanh nước biển đó cả nhà, nó đậm hơn cái màu xanh dương ban đầu lên cho cả nhà mình coi đó. Màu này thì cũng bạn nào mà thích cái sự mà không quá nổi bật đó thì đi màu này cũng khá là ok. Trong này Liên có thêm được mấy em như màu vàng này, hoặc là màu cam, hoặc là màu xanh, màu xi măng á đó. Thì Liên hiện tại Liên trưng ở đây đa chủ yếu là màu sơn hết, màu zin được có vài chiếc thôi. Thì tại vì là những cái màu zin thì đa số là cả nhà mình mà đam mê về dòng Sachia hay Raider gì đó thì mình thấy không còn gì xa lạ nữa. Thì video này thì Liên sẽ giới thiệu cho cả nhà những cái màu sơn mà có thể là cả nhà mình chưa thấy trên web cũng như chưa thấy ở cửa hàng nào có những cái màu này hết. Thì bên Liên có sẵn ở đây nha. Mình thích được ưng màu nào thì chụp màn hình lại nhắn tin qua Zalo cho Liên ha. Và Liên báo giá cho cả nhà mình nhé. Hai dòng Raider hiện tại bên Liên có giá là 47 triệu cho đến 49 triệu là tùy màu ha. Còn Sachia thì bên Liên có hai phiên bản đấy. Liên vừa cho cả nhà mình coi đó. Phiên bản chính hãng thì giá hiện tại 50 triệu cho đến 52 triệu. Còn tư nhân hiện tại là 54 triệu cho đến 56 triệu là tùy màu thì phiên bản nha cả nhà. Rồi, mua góp đối với dòng Sachia, đứng trước góp lên từ 8 đến 12 triệu ha. Còn Raider thì từ 5 triệu thôi là có thể rinh xe được rồi nhé. Thủ tục thì những dòng này là như nhau hết, thì mình mang giúp Liên chứng minh nhân dân này hoặc là căn cước công dân. Nếu mình có thêm được bằng lái hoặc hộ khẩu hoặc bảo hiểm y tế hoặc tới tạm trú thì mang thêm giúp Liên ha. Mình có nhiều ngân hàng lựa lên hồ sơ với mức lãi suất ưu đãi cho mình ha. Còn nhiều bạn hay thắc mắc Liên về cái vấn đề là mình đóng tiền hàng tháng sẽ đóng bao nhiêu tiền và như thế nào. Mình hay lo lắng về vấn đề đó thì mình cứ yên tâm đi. Bên Liên thì có hiện tại liên kết với 5 ngân hàng luôn. Và với mức lãi suất nó sẽ khác nhau, nó tùy thuộc vào số tiền mình trả trước, số tháng mình góp như thế nào. Và ngân hàng mình lựa lên hồ sơ là ngân hàng nào nữa thì mức lãi suất nó khá là ưu đãi cho mình luôn. Rồi hàng tháng mình ngân hàng sẽ linh động cho mình, giả sử mình muốn đóng hàng tháng đóng 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu gì đó thì mình cứ nói với ngân hàng họ linh động cho mình để mà mình phù hợp với những khoản chi tiêu sinh hoạt mình hàng ngày nữa thì mình cứ yên tâm ha. Đến cửa hàng nhá lô cho Liên thì Liên sẽ dành tặng cho mình được nhiều phần quà cũng như là tư vấn hỗ trợ nhiệt tình hết cỡ cho mình luôn ha. Rồi ở video sau mình muốn Liên giới thiệu về những dòng xe nào thì hãy comment ở dưới nha cả nhà. Rồi cảm ơn nhà dõi video này của Liên nhé, bye bye.